Xin chào mọi người, hôm nay Lòng Chim Minh Mích sẽ giới thiệu cho anh em đam mê chim cảnh toàn quốc một cái mẫu lòng chim chào màu mới, độc lạ, đúng theo cái tiêu chí là mỗi 1-2 ngày thì Lòng Chim Minh Mích sẽ lên 1-2 mẫu lòng chim đẹp, độc lạ để phù hợp phục vụ cái thị hiếu, cái nhu cầu của anh em đang phải chim cảnh Hàn Quốc. Trước mắt anh em đó là một cây lòng chào màu full che già lòng mọc kết hợp với lại độ xương tổng hợp chạm dơi nha mọi người, rất là đẹp. Em đảm bảo với mọi người đây là một trong những cây lòng độc và lạ hàng đầu và phải nói là cực kỳ hiếm. Đây, như mọi người thấy á, nếu mà nhìn sơ qua chúng ta thấy nè, đây là một sự phối hợp giữa che và xương tổng hợp nha mọi người. Rồi, che này là che mọc là em chưa có xử lý qua dầu, chưa có gì hết, hoàn toàn là che mọc tự nhiên. Và cái xương này là xương tổng hợp. Thì tại sao em nói xương tổng hợp là nó khác hoàn toàn với lại xương thật nha mọi người. Xương tổng hợp này á, là cũng là từ xương động vật xay ra, sau đó mới ép thành khuôn và mang đi chạm hình như thế này, chứ nó không phải như là xương miếng đục tay. Cái mẫu xương miếng đục tay thì bên em cũng có một số mẫu khác, thì cái đó em sẽ giới thiệu trong các cái lòng khác nha. Thì lòng này là xương tổng hợp kết hợp với lại độ che già mọc, chưa xử lý dầu luôn, rất là đẹp. Rồi, nói dài dòng, anh em nào mà quan tâm đến các cái mẫu lòng biết độc lạ các cái mẫu lòng chào màu cũng như tất cả các loại chim khác thì có thể liên hệ với Minh Nóng Mít thông qua cái website là minhnongmit.com, minhnongmit.com nha anh em, hoặc là cái fanpage anh em vô Facebook ấy, đánh Lòng Chim Minh Nóng Mít là sẽ hiện ra cái fanpage chính thức của bên em. Rồi, trong đó nhiều hình, nhiều giá và có rất nhiều lựa chọn cho anh em. Rồi, bây giờ em sẽ đi vô chi tiết cái cây lòng chào màu không dụ vuông che già xương tổng hợp chạm dơi viền dây leo thủ công thật là đẹp như thế này. Rồi. Để cho cái lồng nó lên nó hoàn chỉnh thì đây em lắp những cái phụ kiện khá là vip, như anh em thấy đây là cái móc ngỗng bằng đồng thau đúc của Trung Quốc rất là đẹp. Cái móc này thôi là nó cũng khá là đậm đà đó. Còn đây là tiếp tục một cái nậm vuông rất là đặc trưng của bên Lòng Chim Minh Nóng Mít. Và các cái viền của cái cục nậm này đó là độ xương khắc dây leo thủ công đi theo cái form của cái lồng này. Nơi đây thấy, nếu nhìn từ trên đây xuống thì đây là cái phần nóc đó mọi người. Đó, không trụ cho nên nhìn cực kỳ thoáng luôn, thoáng từ trên xuống dưới, từ trái qua phải và từ trước ra sau. Các cái vành đây á là che mọc tự nhiên luôn, em chưa có quét dầu gì đâu, nó còn mọc. Mọi người nhìn khắc dây leo thủ công rất là đều, rất là đẹp nha mọi người. Quay từ chút một cây lồng cực kỳ đẳng cấp này cho mọi người coi, khá đẳng cấp ở chỗ nó độ xương độc đáo và một phần nữa là nó quá độc đi. Số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi nha mọi người. Tại vì cái này hầu như chỉ có một mình bên em mà làm ra thôi, cho nên là ra bao nhiêu cây hầu như bên em cũng nắm rõ rồi, bao đặc đẹp cho anh em. Rồi, bây giờ về các cái vành nè anh em. Như anh em thấy, nghe rất là già, khắc dây leo thủ công nha. Các cái viền dây leo này là tất cả đi thủ công. Điểm xiết trên đó, đây là cái bộ cửa nè, là dơi chạm máy, xương tổng hợp chạm máy. Đây là có cái sự phối hợp nhịp nhàng, tuy là cái lồng không trụ nhưng mà bốn cái trụ, bốn cái cây nan gốc đây thì em làm cái nan nó tới 3 ly cho nên là nó cũng mang lại cái độ cứng cáp nhất định, đảm bảo là cứng cáp cho anh em. Đây, các cái vành che rất là già, đi thủ công dây leo rất là đẹp, rất là tinh tế. Cầu thì đó anh em nhìn nè, có một cây cầu chính hai đầu độ cũng là xương tổng hợp chạm hoa mai, cây cầu cũ rất là độc đáo, rất là đẹp.
Đây là cái viền dưới cái cửa, đây là cái phần cửa nè anh em, đây là cái cửa dơi nè, bằng xương chạm máy. Đây là cái mặt phù, phù bằng xương luôn. Cái phù này là để chốt rút kéo nha mọi người, kéo một phần rất là dễ dàng, rất là tiện lợi. Đó là cái phù cửa. Rồi đây, ở trên cái mặt tang này á, bốn cái tang cũng được làm từ tre già mà em đang để mọc, thì mọi người nhìn thấy cái nước tre khá là đẹp rồi. Cái này mà khi mình đánh dầu vô nữa thì nó còn nổi gân guốc đồ lên, nó còn đẹp nữa nha mọi người. Đó, mọi người thấy bốn cái tang lọc là tre già, sau đó là điểm xuyết trên bốn cái tang là bốn cái miếng xương tổng hợp chạm hình dơi phá cắt, nhìn rất là độc đáo. Còn đây là cái bộ chân, chân quỳ mặt quỷ bông gốc dơi luôn, rất là đẹp. Cây này cũng có khay rút hộp phân như bình thường, như bao cây khác nha anh em, cho nên là nó tạo ra cái sự tiện lợi cho anh em này. Đó, rút hộp phân không có cần phải tháo đít tháo đáy gì hết đó. Rất là gọn gàng. Đó là cái mặt đằng trước. Rồi giới thiệu thêm một chút nữa về cái bộ cống luôn đi. Trong cái bộ, trong cái lồng này em gắn sẵn một cái bộ cống tàu men chàm miệng chán kim dán khế. Đây là cái bộ khá là VIP, hàng cũ chính đường Trung Quốc. Thì nói hàng cũ chính đường thì mọi người cũng đã biết rồi, chắc cũng ai cũng rành hết rồi, hàng đẹp hàng cao cấp cũng rành hết rồi. Đây là cái tai này, tai cẩn sơn thủy cực kỳ đẹp. Còn đây là cái bờ, bờ xương luôn, chạm dơi luôn, rất là đẹp. À, đây là một trong bốn cái mặt tang này che mọc, cho nên anh em nhìn nha, cực kỳ đẹp. Nếu mà cái này mà đánh dầu lên nữa thì miễn bàn rồi, rất là đẹp. Do đặc thù của các cái xương đó, nó trắng, cho nên khi mà lên lồng cũng ráng lựa được những cái cây nào che nó thiệt già để cho khi nó lên lồng nhìn cho nó VIP. Đây là cái mặt sau, mặt sau lưng, sau cùng á, đó, mặt xa rất là đẹp. Tiếp đây em sẽ quay thêm một mặt nữa. Cây này là em quay tới hẳn bốn mặt luôn. Đây là cái mặt bên hông nữa. Đây là cái diêm chuối. Nhìn cái diêm chuối thôi là mọi người đủ hiểu là hàng nó cao cấp rồi ha. Đây là cái đoạn cầu cao rất là đẹp. Nói chung là rất là kỹ, tỉ mỉ từng chi tiết một cho cái lồng này. Rồi, nãy giờ clip cũng khá là dài rồi, thì em xin nhắc lại một lần nữa, anh em mà quan tâm đến cái cây lồng xương che già đang để mọc, độ xương tổng hợp chạm dơi viền dây leo thủ công cực kỳ đặc cấp như thế này, cực kỳ độc đáo như thế này, thì có thể liên hệ với Minh Nốt Mít thông qua cái website minhnotmit.com hoặc cái fanpage là lồng chim Minh Nốt Mít nha anh em. Cuối clip này sẽ có cái nút đăng ký hiện lên, thì anh em có thể bấm vô cái nút đăng ký đó để theo dõi bên Minh Nốt Mít nha. Thì những cái mẫu lồng chim đẹp, lồng chim đồng mà xuất ra lò cái nào em sẽ liền úp ngay theo cái tiêu chí mỗi ngày một lồng cho anh em tham khảo. Nhiều khi mình không mua cũng không sao, mình theo dõi để mình biết cái xu hướng bây giờ người ta chơi như thế nào thôi cũng được nha anh em, không nhất thiết là coi là phải mua đâu. Mình đẹp, mình thấy đẹp thì mình coi, thấy đẹp thì cho em một like nha. Rồi, xin cảm ơn anh em.